Ủa con tưởng là giọng địa phương mình là mô tê răng rứa. Mô tê răng rứa. Mô tê răng rứa. Đây là giọng nói của Đô Lương. Mô tê răng rứa nữa đúng ba? Mô tê răng rứa. Cảm ơn cháu. Cảm ơn cháu ơi. Cảm ơn cháu. Ba, ông. Học giỏi nha con. Dạ, dạ. Cảm ơn anh. Ở Đồng mến chào quý cô chú chị và tất cả các bạn. Chào mừng quý cô chú chị và các bạn đến với video tiếp theo của Đồng. Lời đầu tiên, Đồng lấy chúc sức khỏe tới quý nhà hảo tâm, quý cô chú chị và các bạn. Hiện tại Đồng đang có mặt ở một nơi rất là đặc biệt, đó là nơi Đồng đã sinh ra. Đó là mảnh đất của xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Nhắc về mảnh đất xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An thì rất là nhiều quý cô chú anh chị biết được nơi đây đã có 12 cô gái đã ngã xuống để bảo vệ cho nền độc lập dân tộc. Hôm nay thì Đồng có dịp về quê, Đồng tạm thời nghỉ đi thiền nguyện ở các tỉnh miền Tây. Đồng có dịp về quê hương á, nơi Đồng sinh ra. Chỉ thì... còn đêm nay mai con về với mẹ. Chỉ còn đêm nay mai em định giảng đường. Chỉ còn đêm nay mai về với người thương, vui hạnh phúc sau ngàn ngày xa trần. Họ ngã xuống ở cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Chị Hoài vừa tròn 17, chị Tâm nhiều nhất cũng chỉ mới 22 tuổi thôi. Nơi Đồng đã sinh ra và hôm nay thì Đồng thì làm thiện nguyện rất là nhiều rồi, nhưng mà hôm nay lần đầu tiên về quê hương để phát cho những món quà cho những bà con, cô bác, những hộ khó khăn, hộ nghèo, những hoàn cảnh bé mồ côi, rồi là tật nguyền. Thì Đồng hiện tại rất là rung luôn. Không biết sao cảm giác khi mà về đặt chân về tới cái mảnh đất mình sinh ra thì lại hồi hộp như vậy. Bây giờ thì chắc Đồng sẽ di chuyển vào đó để cùng gặp những bà con nơi mảnh đất của Đồng sống. Và điều đặc biệt hôm nay thì Đồng sẽ gửi tới quý cô chú chị một đặc sản của quê hương. Đó là giọng nói của Nghệ An. Bây giờ thì Đồng sẽ nói qua một câu đặc trưng của mảnh đất quê hương nhé. Không biết quý cô chú chị nghe không? Đồng kính chào quý cô chú anh chị. Quý cô chú anh chị khỏe không? Rồi Đồng mời quý cô chú anh chị. Chào bà. Quý cô chú anh chị, hiện tại thì có 100 bà con nơi mảnh đất Đồng sinh ra đang ở trong cái hội trường này. Thực sự là Đồng làm thiện nguyện rất là nhiều rồi, nhưng mà hiện tại khi mà đặt chân về mảnh đất nơi Đồng sinh ra thì có cái cảm xúc gì đó rất là khác so với những cái thước phim trước đây. Hiện tại thì tim đập rất là nhanh này và rất là xúc động luôn, tại vì mang những phần quà nhỏ để gửi tặng cho những bà con khó khăn nơi mảnh đất mà Đồng đã sinh ra. Thì rất là nhiều quý cô chú chị cũng đã bình luận và thắc mắc là không biết là thầy giáo Đồng là sinh ra ở đâu. Và hôm nay thì Đồng tiết lộ là Đồng sinh ra ở mảnh đất xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Quý cô chú chị có thể lược thông tin sẽ thấy được là nơi đây có 12 cô gái truông bồn đã ngã xuống vì nền độc lập của dân tộc. Con chào bà con. Quý cô chú chị, hôm nay thì bên chính quyền địa phương của Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Sơn thì cũng đã chuẩn bị sân lễ này. Trên này thì có một cái biển băng rôn, đó là trao yêu thương quý nhà hảo tâm trên kênh YouTube Thầy Giáo Đồng. Thì bây giờ thì chắc Đồng sẽ ngồi xuống đây. Em chào anh. Giới thiệu quý cô chú chị, đây là anh Hưng, bên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Sơn đúng không anh? Dạ. Thì bây giờ thì chắc làm lễ luôn này. Làm luôn. Dạ dạ. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể bà con nhân dân, hôm nay được sự cho phép của Ban Thường vụ Đảng ủy và được sự ủng hộ của kênh YouTube Thầy Giáo Đồng. Anh Đồng là một người con quê hương tại xã Mỹ Sơn ta, ở xóm Bá, quý vị ạ. Và hôm nay thì có những cái món quà chia sẻ yêu thương gửi tới tất cả những bà con là hộ nghèo, là những hộ khó khăn
trên địa bàn xã Mỹ Sơn. Và sau đây xin trân trọng giới thiệu có sự có mặt về Ủy ban Nhân dân xã, sự có mặt của đồng chí Nguyễn Kim Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Sơn, các đồng chí trong ban thường vụ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đồng chí các đồng chí trong ban trong hội phụ nữ liên hiệp phụ nữ xã Mỹ Sơn, và sự có mặt của trường ban đoàn trao quà, đó là thầy giáo Đông. Và sau đây xin trân trọng kính mời thầy giáo Đông sẽ lên trao quà các xuất quà mà Ủy ban xã đã sẽ chọn những hộ nghèo đến địa bàn xã Mỹ Sơn và những hộ khó khăn. Danh sách sau đây tôi sẽ thông qua một lượt danh sách để các bà con điểm danh, và sau đó chúng tôi sẽ gọi từng người đến. Đây, từng người đến, các bà con sẽ dẹp hai hàng như thế này để đoàn sẽ tráo vào lấy hình ảnh nhé bà con. Chúng ta sẽ đi từng đến và dẹp theo hàng ảnh hai hàng ạ. Một lần khoảng tháng 10 người được. Một lần 10 người. Sau đây xin trân trọng kính mời ông Đặng Văn Độ, xóm 1. Đọc đến tên thì ba có lên luôn ạ. Đọc đến tên là ai đại diện thì ngươi lại lên luôn nhé ba có. Một là ông Đặng Văn Độ, xóm 1. Hai, ông Nguyễn Đinh Hoàng, xóm 1. Đã có mặt chưa? Đi lên luôn ạ. Dạ. Ba, Nguyễn Thị Tấm, xóm 1. Bốn, ba Đặng Thị Thủy, xóm 1. Năm, ba Phan Thị Hiến, xóm 1. Sáu, ông Đặng Bá Vĩnh, xóm 1. Bảy, ba Trần Thị Cương, xóm 1. Tám, ba Võ Thị Hương, xóm 1. Chín, ông Nguyễn Văn Thiên, xóm 1. Mười, ông Nguyễn Văn Xuân, xóm 1. Ông Đặng Văn Độ, ông Nguyễn Đinh Hoàng, ba Nguyễn Thị Tấm, ba Đặng Thị Thủy, ba Phan Thị Hiến, ông Đặng Bá Vĩnh, ba Trần Thị Cương, ba Võ Thị Hương, ông Nguyễn Văn Hiên, ông Nguyễn Văn Xuân. Điểm trước mặt thêm đi số 11, ba Đặng Thị Tám, xóm 1, ba Đặng Thị Thanh, xóm 1, ba Nguyễn Thị Thanh, xóm 1. Đấy là điểm xóm 1, tôi là đọc điểm danh sách xóm 1. Em lên đó luôn nhé. Cho anh nói cái, cho anh nói xíu. Ông Đặng Văn Độ, ông Nguyễn Đức Hoàng, ba Nguyễn Thị Tấm, chị Đặng Thị Thủy, chị Phan Thị Miến, ông Đặng Bá Vĩnh, ba Trần Thị Cương, ba Võ Thị Hương, ông Nguyễn Văn Hiên, ông Nguyễn Văn Xuân, ba Đặng Thị Tạm, ba Đặng Thị Thanh, ba Nguyễn Thị Thanh của đơn vị xóm 1. Xin kính mời ba con lên ạ. Cho thôi anh. Mời Phó Chủ tịch Tổ về. Rồi, anh khỏi mic thôi, nói lớn. Ai có là ba con bảo có, còn ai bằng bảo bằng để qua đấy sẽ chúng ta sẽ tráo về xóm, để xóm tráo trực tiếp cho ba con. Dạ, hôm nay thì con thay mặt những quý nhà hảo tâm trên kênh của con là kênh Thầy Giáo Đồng. Thì con hôm nay có việc về với mảnh đất xã Mỹ Sơn, thì con cũng muốn gửi một số món quà nho nhỏ, giống như là gửi yêu thương của những quý nhà hảo tâm ở nơi xa xôi về mảnh đất Mỹ Sơn. Thì trước khi con phát quà thì cho con thông qua một số quý cô chú chị á, quý nhà hảo tâm đã gửi số tiền cũng như những món quà để hôm nay con mới có dịp đứng đây để phát để trực cho bà con mình. Trước khi mà phát quà thì con cũng chúc cho bà con thật nhiều sức khỏe, công việc thì luôn thuận lợi và gia đình luôn hạnh phúc. Dạ, hiện tại thì khi mà đồng quý cô chú anh chị ạ, quý ông bà cô bác, khi mà con về đây thì con cũng về đột xuất, do vậy con cũng không thông báo với quý nhà hảo tâm trên kênh của con. Do vậy thì con chỉ mang được 100 phần quà về cho bà con đợt này thôi. Hy vọng thì những đợt tiếp theo con sẽ mang cho bà con được thật nhiều món quà hơn, để đầu tiên là cổ vũ về tinh thần, về vật chất rồi đến tinh thần. Dù gì thì con cũng sinh ra ở mảnh đất quê hương, thì con cũng muốn mang cái gì đó niềm vui dành tặng cho bà con ở nơi con sinh ra. Thực sự thì hôm nay con đứng đây này, thực sự hiện tại con đứng đây thì con thì đi làm thiện nguyện nhiều rồi. Năm vừa qua thì con đã xây được 35 căn nhà tình thương
căn nhà mơ ước cho những trẻ mồ côi. Nhưng hôm nay con đứng đây thì cảm xúc nó khác so với những con đợt, những lần con làm trước kia. Có thể là con trở về nơi con sinh ra. Hiện tại thì con rất là rung luôn, không biết vì sao. Hôm nay thì con sẽ mang về yêu thương về đây là 100 phần quà. Đầu tiên là sự gửi công đức của cô Hai Cần Thơ. Hiện tại cô đang ở bên Mỹ, là gửi là 20 triệu đồng. Chị gái giấu tên ở Mỹ gửi là 500 USD, đổi ra được là 12 triệu 500 ngàn đồng. Vợ chồng cô chú Công Minh thì gửi là 9 triệu đồng. Anh Jimmy Trần ở Mỹ thì gửi là 6 triệu 500 ngàn đồng. Tổng số tiền đợt này để con trao quà là 48 triệu đồng. Phần quà thì gồm có 100 phần quà con đã chuẩn bị sẵn rồi. Đó là gồm có là 10 kg gạo. Thì do may mắn con về dịp là đang thu hoạch nên gạo nó cũng rẻ hơn bình thường. Đó là 10 kg gạo thì là trị giá là 150 ngàn đồng. Các nhu yếu phẩm đó con chuẩn bị cho bà con, đó là dầu ăn, nước mắm, nước tương, hạt nêm, nước rửa chén. Nghĩa là con chuẩn bị đủ luôn. Khi bà con nấu ăn xong thì phải cần có cái để rửa chén thì con cũng mua nước rửa chén luôn. Đó là phần quà này thì trị giá là 130 ngàn đồng. Với lại là sau khi bà con nhận hai phần quà thì mỗi bà con sẽ nhận thêm là 200 ngàn tiền mặt. Tổng 100 phần quà trị giá là tròn 48 triệu đồng. Dạ bây giờ thì chắc em mời bên đại diện ủy ban ha, với lại em cùng chữ thập đỏ với ban ngành lên cùng em trao những món quà yêu thương dành tặng cho bà con. Hôm nay thì con về đây này, thì con muốn gửi đặc sản của quê hương mình tới cho những cô chú anh chị trong cũng như ngoài nước. Đó là đặc sản của quê hương, đó là giọng nói. Thì không biết không biết ở đây thì có ông bà nào lớn tuổi mà có giọng nói đặc trưng nhất của xứ Nghệ mình không? Cho con gặp cái. Con mời bà đi ha. Bà có thể nói gửi đấy cái đặc sản đó là đặc sản là không ai có hết, đó là cái giọng nói đặc trưng của xứ Nghệ mình á. Đô Lương mình giờ gửi tới bà con, giờ bà có thể giới thiệu bà tên gì không bà? Bà giới thiệu tên bà là vợ của ông Nguyễn Đình Hoàng, là bà là Đặng Thị Hồng. Dạ, bà năm nay nhiêu tuổi bà? Ở Mỹ Sơn. Bà năm nay là 73 tuổi. Bà nói một câu chào ông bà cô bác theo cái giọng đặc trưng của xứ Nghệ coi bà. Tất cả là ba cảm ơn các cấp các ngành, rồi ba chào toàn thể nhân dân ở trong hội trường. Thì ba cũng cảm ơn nhiều, ba được xuất quà là ba cảm ơn. Dạ. Ủa con tưởng là giọng địa phương mình là Mô Tê Răng Rứa. Mô Tê Răng Rứa. Mô Tê Răng Rứa. Đây là giọng nói của Đô Lương. Mô Tê Răng Rứa nữa đúng ba? Mô Tê Răng Rứa ở Quảng Bình nha ba ông biết. Đồng thì chắc quý cô chú anh chị xem kênh của Đồng thì chưa bao giờ nghe được giọng Nghệ An đâu. Hôm nay Đồng sẽ nói một câu nha. Ngày xưa Đồng đi học thường nói là: "Ê mi đi mua đồ cho tao đi theo với." Đấy, đúng không ba con? Rồi bây giờ thì chắc sẽ trao em ạ. Vâng, và sau đây xin trân trọng xin mời ông Nguyễn Kim Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân xã, các trưởng các ban ngành đoàn thể và hội chữ thập đỏ sẽ đến trao các xuất quà cho bà con nhân dân ạ. Học giỏi nha. Cảm ơn chú nhé. Dạ. Rồi chúc bà nhiều sức khỏe. Cảm ơn Rồi chúc con trai học giỏi nha. Được rồi. Được, không sao đâu, đừng đang được. Phần quà của nhà hảo tâm đây thì đã cảm ơn phòng mấy cậu là hồ nghèo. Còn lại hai người là đặc biệt khó khăn trong giai đoạn này thì do phòng đề xuất lên. Cho nên là chúng ta, anh Nguyễn Hán đi đây, chúng ta nhận cái phần tiền của mình. Được.
ví dụ như là có những người là ai đó đi nhận phân của cha mẹ của gia đình phân lại cho nhận phải cho nên một thứ mãi thì chúng ta không làm nhận được nó thì vẫn lời thường là để đi lên nơi cổng lên cổng lên lớp trời nha. Dạ, nghĩa là bà con giờ là bà con nào mà có mặt ở đây thì nhận trước đi, còn nhầm dùm là mình nhận sau cũng được. Dạ. Tắm ai lên? Điền là điền ai? Ai lên? Đừng có anh. Điền điền thôi. Phán thì điền không? Phán thì điền có chưa? Đây đây đây. Quý cô chú chị, đặc biệt là địa phương ở đây là sợ bà con bị sót phần đó, do vậy thì sẽ điểm danh rất là kỹ để cho bà con nào khó khăn là nhận được phần quà, đúng phần quà của mình nhé. Chú Diện nhận nhiều mấy Hiền? Rồi là 8 rồi. Rồi là 3 Thanh, 3 Tư Thanh Hoàng à? Rồi. Rồi là Nguyên Thị Thanh. Đủ chưa? Chăm 1, toàn bộ chăm 1. Mình cho chồng một tay. Rồi. Rồi. Thứ tư. Gạo con đâu? Cam lên cốc. Gạo ấy. Sau đây xin mời đến vị xóm ná ba con chủ để lắng nghe, để gọi từng người đến, từng người đến ba con nhờ để điểm danh, để tặng tài khoản cho ba con. Một, chị Nguyễn Thị Thắng ạ. Ba Nguyễn Thị Thắng ạ. Rồi. Hai, ông Bùi Tiến Quan. Con lên Thái. Ông Đặng Văn Thanh ạ, xóm Hải ạ. Đặng Văn Thanh. Đặng Văn Thanh. Ông cô Thanh mơ. Cô Thanh chưa có. Đấy rồi. Ông Nguyễn Thanh Đông, xóm Hải. Có rồi. Ông Đặng Văn Đặng, xóm Hải. Ba Đặng Thị Tuyết, xóm Hải. Ba Đặng Thị Tuyết. Ba Nguyễn Thị Em, xóm Hải. Ba Võ Thị Hành, xóm Hải. Ba Đặng Thị Hương, xóm Hải. Ba Đặng Thị Hoài, xóm Hải. Ba Nguyễn Thị Thủy, xóm Hải. Ba Thủy Mô. Ba Thủy không có ai về 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 không cho lấy thái rồi đúng có quay ba lại hai lần nữa đâu ba đặng đó ông tung rồi ba đặng thì hoa xóm hai ba hoa mô đã rồi ông đặng công của chị xóm hai. Đang con quỷ coi chưa? Về. Về ba Đặng Thị Dung, xóm 2. Ba Đặng Thị Dung. Xóm 2 nè. Xin kính mời bà thư vụ, bà trưởng cả ban ngành ban thể đội thành viên, đội thành viên đỏ sẽ lên trao quà cho ba con. Các cháu nhỏ được tham dự bên đường nhé. Đây được tham dự. Dạ, cũng là lên một chỗ để cho các bạn. Thắp đường với ông, thắp đường với ông. Để cho xin chào, 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 xin chào
có đoan nữa. Cái lèn nó nhẹ lén rồi vậy. Nhớ em của Phương. Đã có quý bạn. Có máy chưa có mạng là cô đang quán máy. Bánh như quý. Nhưng đi thử ba đang có quý. À, ba người thôi. Ba người. Cái vắng mình để xong được. Vắng để xong thôi. Ta đừng, ta đừng. Đâu rồi? Rồi, đây, phát tiền. Rồi. Cái bịch, cái thiếu bịch hả? Đây cái này. À, rồi, rồi học giỏi nha con. Học giỏi nha. Con gửi bà. Ba cảm ơn nha. Dạ dạ. Ba cảm ơn con. Cảm ơn. Dạ dạ. Chị. Con hát thì cảm ơn cháu ơi. Dạ dạ. Được rồi. Rồi bà con xuống đó nhận gạo thì mình. Ba con nhận gạo thì đóng vô một bá gạo ạ. Nông thu ấy. Dạ đúng rồi. Dạ. Bà đang bán nhớ nông thu. Dạ dạ dạ. Đi lâu đâu? Dạ dạ cháu mới về. Đi lâu chứ. Đó đây, đây con diều lên. Đây thì con dắt ông lên. Ba đang đi đúng mấy con ngồi rồi đấy. Các ôm ngồi chơi ôm tí nữa quá rồi. Xuống ngồi chơi tí nữa. Tí tiên là lấy. Cho ông lên luôn cũng được không sao đâu. Ông lên đi. Dạ dạ. Cho ông lên luôn được. Ba bên. Em thôi đi chứ. Em không có riêng tiếng không bán thì đưa quay bộ kỳ cho. Đây. Con gửi. Sau đây xin trân trọng kính mời các đồng chí trong ban thường vụ đảng ủy trường ban văn trường các ban ngành đoàn thể hội chữ thập đỏ và đoàn thiện nguyện sẽ trao quà cho bà con hộ nghèo và khó khăn của đơn vị xóm ba. Gạo đây ơi. Ô ba. Đủ chưa? Đây, ổn chưa? Ba con người ba. Ba nha, chúc ba sức khỏe nha. Ông ơi, con gửi tiền ông nè. Ba. Chúc ông nhiều sức khỏe nha. Được. Rồi bà con cho chàng vỗ tay.
Rồi bà con xuống mình lấy gạo rồi. Thôi đừng đấy được rồi. Thôi cảm ơn bà con. Bà con xuống đó nhận một bao gạo. Cho một gói qua một gói gạo. Tốt mình hai xuất đây. Ba dung.
con cháu đứng lên thuyền này, cháu ở cháu cụ, cháu gặp ba mẹ, gặp ba. Ông Tăng, ông Lý. Ông Lý. Ông Tăng, bác Sư. Ông Sư. Ông Lý có chưa? Trời con hoa sử. Ông Lý, ông Lý. Những ngày hàn lụ ông Lý chứ. Cháu khỏe. Dạ. Cho ai biết. Ông Tăng, bác Sư. Ông Hồng. Ông Lý, ta nó ngờ đi, ông biết cháu mô mô. Cháu là hàng ai, là trí 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 trí. Trời ơi, con này. Ông Tăng, bà Hồng. Mình ba đấy, ông con cháu nhà ba đấy cả đi. Ông Tăng, bà Hồng. Dạ. Chẳng. Ba đang chi tiêu. Em cứ tưởng gì. Ba Diêu. Ba Diêu hả? Ba Diêu không đi được khoảng trông. Còn cái này cho... Ba chơi tôi thủy đi. Ờ, thủy bên này đi nha. Rồi chắc mình táo nhiêu đây? Bố cho đủ ham mà. Xin mời con sẽ táo qua cho phụ nghe qua phòng hắn của đứa đi sống nắm. Con gửi bà nha, con gửi ông. Đây. Bao giờ cần năng hay bò giờ cần á? Thôi con gửi bà nhé. Tiền nữa. Tiền nữa. Rồi cho thêm tiền nữa. Cảm ơn cháu. Cảm ơn cháu ơi. Cảm ơn cháu. Bà, không. Cháu gặp bà này. Học giỏi nha con. Không. Cảm ơn. Dạ. Chúc cái bà liên. Ngài nói mình biết rồi, chất tưởng là ngài ở bố vì cho ai biết. Rồi chúc bà nhiều sức khỏe nha. Anh em nha. Dạ cho chồng vỗ tay đi bà. Rồi mỗi bà mỗi ông sẽ xuống đó được lấy mỗi thêm một bao gạo nữa. Mỗi bà một bì gạo nữa. Ba tứ đưa rồi đưa con thay cho ba gạo đi. Ừ. Sáng trước thì sẽ có ai gạo lên đó. Bà Hiên. Bà Hiên đi Hiên. Hiên, Hiên. Ba người tình thú. Ba người tình thú, anh đi vô nhà tài cho ba. Ba người tình thú mơ. Bà Hiên. Ông Hoàng Văn Đức. Hoàng Văn Đức. Bà Hoàng Thị Giai đâu? Ai còn ai đều thì còn cái hay. Ông Nguyễn Văn Lư. Ông Lư. Ba Viên Phong Hậu. Ba Viên. Bị Viên Ba Viên đẹp Ba Viên đấy rồi. Ba Viên đấy rồi. Ba Minh Phong Hậu. Ba Hoàng Thị Minh. Ba Hoàng Thị Minh. Minh nào đâu? Ba Minh Thị Quỳnh. Ba Quân thì cơ thể không đau. Ba Cư. Mình thấy cái chính của thầy. Dạ dạ. Đây đây đứng đây bà. Dạ. Không biết người bị sợ. Nguyên Nam Anh. Nguyên Nam Anh. Gần chặt bên đồng không biết chứ. Nguyên Nam Anh đấy rồi. Đứng bài nữa này. Lên 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 tướng đi bà. Dạ. Xuống thảo đủ gà đó, xuống thảo là đầy đủ gà. Đây. Đây. Đúng rồi chuyện. Mang vai cháu quên nhé. Ba có được chưa? Đó. Còn bà cô kia có chưa? Cô chưa có hả? Đây 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 thiếu xuất. Đừng nói rồi em gửi. Cảm ơn thầy đâu, cả nhà hảo tâm. Dạ dạ.
Cảm ơn. Con gửi bà nhá. Cảm ơn Thắng. Cảm ơn thầy. Dạ, được. Bà. Cảm ơn. Hôm nay phát thì thấy bà con vui, con cũng vui theo luôn á. Lên đây lấy một phần cả. Quyên. Hoàng Thị Yên đâu? Rồi, Hoàng Nguyên Thị Huế. Hoàng Thị Thanh. Bà Thanh đâu? Bà Vinh. Bà Hiếu. Nguyên Quang là Nguyên Thị Vinh. Vinh là... Hai Vinh. Vinh ơi. Hai Vinh thì như là Vinh Quang. Vinh Quang. Bà... Hoàng đi. Rồi là Đinh Thị Thảo Nguyên. Con bà là ai? Má này hết chứ? Quý cô chú anh chị, ngoài những cái hoàn cảnh mà hộ nghèo mà được Ủy ban Nhân dân thống kê á, thì đồng cũng dành một số suất tặng cho những em có hoàn cảnh đặc biệt, giống như mấy em bé đây là bị về mắt này, rồi là em bé bên kia cũng vậy. Ê, anh ơi, cảm ơn cái coi. Dạ. Rồi. Nói sao, cảm ơn không? Cảm ơn. Cảm ơn ạ. Cảm ơn thầy giáo đồng. Đồng ạ. Dạ, ở đây đủ chưa bà con? Để con nó phát tiền nhá. Đây, chúc con nhiều sức khỏe nhá. Con chúc bà nhiều sức khỏe bà nhé. Cảm ơn. Ôi, bé gái này dễ thương quá, chúc con học giỏi nha. Bà. Cảm ơn. Bên 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 sau đó con. Thứ ba này hai sáu nữa. Dạ dạ. Con sót của bà thì. Cảm ơn nha. Thấy mẹ rồi. Cảm ơn nha. Dạ. Cảm ơn. Rồi chúc bà con nhiều sức khỏe nha. Rồi rồi lên đó lấy gạo. Những người chưa thì mời lên đây ạ. Đăng Nguyên Thị Thủy cho ai? Đăng Phú Quỷ cho ai? Con lấy gạo chưa? Chưa có gạo hả? À? Để chú lấy cho. Đây đây đây. Ba Đăng Thị Thánh cho ba. Ba. Rồi đừng đây. Đăng Thị Minh cho ba. Đây đây. Đây đây. Minh Tĩnh. Minh Bá Nha. Rồi đây Thị Hoa. Đang bà ơi. Đang bà Vinh. Nguyên Thị Thủy. Rồi là Đang Công Quý. Rồi là ba Nguyên Thị Quyên. Ba Nguyên Thị Lan. Ba Đăng Thị Minh. Ba Đăng Thị Thanh. Bà ông Lê Thị Hoa. Đứng vô đây bà. Anh, rồi ba Đăng Thị Quyên. Đăng Công Lý. Đăng Hòa Hồng. Vò Công Thanh. Đăng Thị Diêu. Là những hồ là Đông xung quanh. Lên Lê Thị Hiên. Nghèo quá, nghèo nó đâu. Nghèo. Đã đủ chưa?
Đó xuân tinh cho con cặp mẹ luôn cho. Hậu ơi. Nguyên bán xuân chưa cho này. Lên lên lấy hậu. Rồi con bà con nào ở dưới mà chưa có tên không? Để hết chưa? Dạ dạ. Này, mình đứng đồng hồ đi đây. Các bà ơi, là một, Nguyên Văn Xuân là hai. Xuân nha, nhân thầy đây đi. Nguyên Đăng, Nguyên Thị Thủy cho hai. Tôi đây thầy. Thì rồi, Đăng Phong Thủy nói chưa? Rồi. Rồi là Nguyên Thị Nguyên. Nguyên Thị Lan. Đăng Thị Minh. Đăng Thị Thanh. Thế thì đó. Con gửi bà nhá. Chúc bà sống lâu hơn 100 tuổi nữa. Bà đến nhắm rồi. Con trai học giỏi nhá. Cái này không, cái này không có nào quá thì phải hết. Chào chị. Vậy là ở đây thì mình còn thiếu ai nữa? Xếp nó đi thêm. Mấy em đã chống ngàn chừng đấy. Đi đi nữa. Sáu tất chụp ngàn chừng. Đúng rồi đấy luôn. Rồi bực hướng ta cứ phạt tên đến cho nghỉ rồi đó. Bực hướng bằng nhân sao. Rồi mỗi bà con nhận thêm một bao gạo nữa. Dạ. Mỗi cái này nữa cả một bao gạo này. Đây mà. Ba con ra lại một người một là ba là một người qua. Ba là ba đấy. Thứ này nè luôn. Thứ này nè trực tiếp luôn. Ba tì không ba tì lại nhanh. Nhớ nhanh. Đây đây đây. Đây. Thì dần quá, muốn lý rồi đó. Bà tiền cái này, ai ra đây? Đây, đây, con gửi tiền. Gạo đây không hơn? Rồi, được rồi. À, bà Chiến đây này. Thôi, đây, không sao, tới sau thì phát luôn. Thôi, bà lấy nhá. Không sao đâu anh. Không sao đâu. Lấy lấy đi không? Lấy lấy. Đâu à? Dạ, em gửi anh này. Rồi. Gào lên. Gào. Rồi. Đưa về vậy. Rồi đưa ba chuyến về. À đưa ba chuyến. Rồi đưa về. Đưa Lăng. Lăng. Lăng rồi Thánh rồi. Chỗ tái có ba Lăng và Thánh rồi. Ở bên này nữa anh. Nhiều lắm. Gào mà. Ai mà vặn cái kia có tiền người sao. Đi lên đâu cũng cảm ơn nha. Tính chí quý thầy giảm đông. Bà là chụp cái này chụp cái à, xin lên đăng ký mời đăng ký bán cái thứ nào thì đừng trừ thay giáo đông cho bây giờ thì bán nhân xã sẽ cáo thứ cảm ơn để thay giáo đông ạ. Dạ 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 cảm ơn anh. Ờ giờ thì chắc anh Hưng bên đại diện cho ủy ban á có gửi lời gì đến những quý nhà hảo tâm trên kênh của em. Anh Hưng nói, em cầm cho. Thì thay mặt cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Mỹ Sơn cùng với các ban ngành đoàn thể xã Mỹ Sơn và các là hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo và hộ đặc biệt khó khăn trong dịp này, cảm ơn là kênh YouTube của thầy giáo Đông cùng với các nhà hảo tâm đã về tại quê hương xã Mỹ Sơn là nơi là có địa danh lịch sử Trung Bồn, đã tặng những suất quà rất ý nghĩa. Và đấy là những tấm lòng thơm thảo và rất là cảm ơn sự có mặt của kênh YouTube của thầy giáo Đông cùng với các nhà hảo tâm đã tạo cho quê hương và những người khó khăn trên địa bàn có những cái phần quà đem lại những cái tấm lòng yêu thương và chúng ta quyết tâm không để ai bỏ lại phía sau. Xin chân thành cảm ơn. Nói chung là hôm nay thì em sẽ chia sẻ một xíu cảm xúc. Lần đầu tiên khi mà em trở về mảnh đất em sinh sống á, thì không biết là cảm xúc sao, em đi làm tiền nguyện rất là nhiều rồi, nhưng mà hôm nay thì chắc là đặc biệt nhất là về nơi mà em sinh ra thì nó hồi hộp, với lại là tự hào khi mà nhắc đến mảnh đất của Mỹ Sơn, đó là địa danh lịch sử Trung Bồn đúng không anh, nơi 12 cô gái. Dạ hôm nay thì Đồng rất là vui, Đồng cũng thay mặt cho
những bà con thuộc hộ nghèo ở xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An gửi lời cảm ơn sâu sắc tới quý cô chú anh chị, quý nhà hảo tâm rất là nhiều. Hy vọng thì đây không những là một chuyến mà sau này thì có thể được nhiều quý cô chú anh chị ủng hộ nhiều hơn để đồng có thể chia sẻ yêu thương được nhiều hơn. Thực sự hôm nay thì đồng về cũng là đột ngột nên cũng không có thông báo cho quý cô chú anh chị, quý nhà hảo tâm biết. Do vậy thì đồng chỉ chuẩn bị được 100 phần quà thôi, gửi tới những hộ khó khăn, hộ nghèo. Hộ nghèo trước tiên, còn những hộ cần nghèo, những người trẻ mồ côi nữa, rồi là những người tàn tật nữa. Thì đồng chưa có kinh phí để cho được nhiều bà con hơn. Hy vọng thì lần trở về tiếp theo thì đồng sẽ mang được nhiều món quà ý nghĩa hơn. Anh ha. Rồi thay mặt cho những bà con thì cũng cảm ơn bên chính quyền địa phương của xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An đã tạo điều kiện cho em để em có thể hôm nay giao lưu với bà con này, rồi là mang những cái phần quà về mặt vật chất cũng như tinh thần gửi tới bà con. Chúc cho xã mình thì càng ngày càng phát triển và xóa đói giảm nghèo, và sau này hy vọng một ngày gần đất nhất em về thì không còn hộ nghèo nữa, lại mừng hơn. Rất cảm ơn em nha. Dạ dạ. Một là cảm ơn quý tấm lòng và những người đồng tâm. Hai nữa là cũng là người con quê hương. Dạ dạ. Rất chân thành cảm ơn. Hiện tại quý cô chú anh chị thì còn dạ còn những cái phần quà thì đồng tính ở đây thì bên này còn 9 suất. Chín suất thì những bà con mà bệnh tật á, họ bà con không thể đi được á, bị bệnh về bệnh không thể di chuyển được. Do vậy thì đồng sẽ nhờ bên chính quyền địa phương, sẽ nhờ bên hội chữ thập đỏ sẽ trao tới tận tay cho bà con. Nên quý cô chú ý chị an tâm ha. Chắc đồng với chính quyền địa phương với bà con gửi lời cảm ơn và chào tạm biệt quý cô chú ý chị.